Minh Tuyến xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, chương trình Thấu Lý Thấm Tình từ lâu đã trở thành một chương trình quen thuộc với tất cả mọi người, được phát sóng mỗi ngày để chúng ta có dịp ngồi nghe các luật sư, chuyên gia về luật giải đáp ngọn ngành các vấn đề về pháp luật, đồng thời cung cấp cho khán giả xem đài những hiểu biết căn bản về luật dân sự để có thể xử lý tình huống một cách thấu tình đạt lý. Và ngày hôm nay, đồng hành cùng chúng ta đó chính là luật sư Nguyễn Thị Anh Đào đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Xin chào luật sư ạ. Xin chào MC Kim Tiến và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ. Thưa quý vị, nhiều phụ huynh hiện nay có con nhỏ thường xuyên chụp ảnh các con để đăng lên mạng xã hội với mục đích là lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó, luôn có những hành vi sử dụng hình ảnh, video của người khác, đặc biệt là trẻ em để cắt ghép, nè, để câu like nè, khi chưa được sự đồng ý. Và đây là hành vi cần lên án, và liệu rằng pháp luật có chế tài đối với hành vi này hay không thì chúng ta hãy cùng nghe luật sư Anh Đào chia sẻ nha. Thưa luật sư, căn cứ vào luật dân sự thì người nào đưa hình ảnh trẻ em lên Facebook hoặc là các trang mạng xã hội đều phải xin phép trẻ, thì điều này là có đúng hay không ạ? Thì theo quy định của Bộ luật dân sự về cái dữ liệu cá nhân thì kể cả trẻ em thì cũng được bảo vệ cái bí mật riêng tư và hình ảnh cá nhân của trẻ em. Do đó, đối với cái trường hợp mà khi mà chúng ta đăng hình ảnh trẻ em lên mạng thì trước tiên là chúng ta phải hiểu được những cái trẻ em nào chúng ta phải xin phép và những cái đối tượng nào chúng ta được đăng lên mà không phải xin phép. Ví dụ như những cái, và khi chúng ta muốn đăng hình ảnh của trẻ em, trước tiên chúng ta phải xin phép, đó là xin phép cha mẹ hoặc là người giám hộ của cái trẻ em có cái hình ảnh đó. Thứ hai, nếu mà trẻ em mà dưới 7 tuổi thì chúng ta phải hỏi ý kiến của ba mẹ. Còn trẻ em mà trên 7 tuổi thì ngoài hỏi ý kiến của cha mẹ và người giám hộ thì chúng ta phải hỏi ý kiến của trẻ xem có đồng ý cho đăng cái hình ảnh đó hay không. Và như luật sư vừa chia sẻ thì vậy thì đối với phụ huynh đăng ảnh con của mình lên mạng xã hội thì có bị xử phạt hay không? Thì hồi nãy tôi đã trình bày trẻ dưới 7 tuổi thì chúng ta, cha mẹ thì có quyền sử dụng hình ảnh của con, đăng hình ảnh của con trên những cái trang, nhưng mà chúng ta không được đăng trên những cái trang công khai hoặc là đăng, mà chúng ta đăng ở những cái group mang tính chất là bạn bè hoặc là những cái người thân với nhau để chúng ta chia sẻ. Còn nếu như mà trẻ mà đã trên 7 tuổi rồi thì cha mẹ cũng phải hỏi ý kiến của bé khi đăng ảnh. Vậy thì trong trường hợp mà sử dụng hình ảnh của trẻ mà cắt ghép, chỉnh sửa cũng như là với mục đích là câu view thì có bị pháp luật xử phạt không luật sư? Trẻ em cũng có quyền được bảo vệ cái bí mật riêng tư của mình, như là thư tín, email hoặc là thông tin cá nhân của trẻ. Do đó cái việc mà cắt ghép hoặc là lấy thông tin của trẻ mà đưa lên mạng, ví dụ như đưa những cái hình ảnh trẻ vui chơi hoặc là những cái thông tin cá nhân về cái hồ sơ bệnh án, tên, tuổi, địa chỉ của trẻ ở đâu, thì do đó là cái hành vi mà sai phạm. Thì cái việc này cũng có thể bị xử lý hành chính, phạt từ 20 triệu hoặc là cao nhất vẫn là 30 triệu nếu chúng ta tung những cái hình ảnh về thông tin của trẻ nhằm mục đích trục lợi. Ví dụ chúng ta đưa những cái hồ sơ bệnh án của trẻ mà nhằm mục đích rằng kêu gọi từ thiện hoặc là kêu gọi những cái ủng hộ, hoặc là chúng ta sử dụng những cái thông tin cá nhân, nó thuộc về sở hữu cá nhân của trẻ, như tiết lộ cái địa chỉ học, nơi ăn ở đâu của trẻ, thì đó cũng là một cái hành vi xâm phạm đến đời tư cá nhân của trẻ. Bên cạnh đó sẽ có những cái hệ lụy đúng không luật sư? Đúng rồi. Ví dụ như chúng ta đăng những cái hình ảnh của trẻ lên với mục đích rằng chúng ta chỉ muốn khoe hình ảnh con cái của chúng ta trên mạng xã hội, hoặc là chúng ta chỉ muốn khoe một khoảnh khắc nào đó của trẻ ở một cái góc độ hồn nhiên vô tư. Nhưng có những cái tổ chức hoặc là những cái cá nhân lợi dụng những cái hình ảnh đó vào mục đích xấu, vào những cái mục đích xa hơn, mang cái lợi ích cho họ. Do đó cái hệ lụy, rồi khi mà chúng ta đăng ảnh lên trên mạng xã hội thì cái việc đó chúng ta không kiểm soát được. Tại vì khi mà chúng ta đăng ảnh lên mà chúng ta ở chế độ công khai thì người này sẽ tải, rồi người này sẽ thấy được những hình ảnh đó tải và lan truyền từ cái mạng này sang cái mạng khác. Do đó chúng ta không thể nào xóa hết được cái dữ liệu mà chúng ta đã đăng lên. Chúng ta có thể xóa, nhưng những người mà đã lấy cái hình ảnh đó để dùng cho những cái mục đích khác là nó đã sử dụng ở một cái trang khác rồi, chúng ta không kiểm soát được. Do đó khi mà chúng ta, cái việc mà chúng ta đăng tải hình ảnh của con cái lên là chúng ta phải kiểm soát được cái nội dung hình ảnh, và đặc biệt là chúng ta không được phép đăng những cái hình ảnh của con người khác lên trên, mà khi mà chúng ta chưa xin phép cha mẹ của bé mà chúng ta đăng bừa bãi lên như vậy.
Dạ. Như luật sư vừa chia sẻ thì nếu như mà vô tình gặp phải trường hợp mà con em mình bị sử dụng hình ảnh một cách trái phép thì mình cần chuẩn bị những giấy tờ hay là cần gửi tới các cơ quan nào để xử lý ạ? Thì thật ra nếu mà chúng ta thấy phát hiện được rằng những cái hình ảnh của trẻ mình mà bị ví dụ như có một vài trường hợp thì tôi cũng đọc theo cái theo dõi báo thì cũng có một vài trường hợp á, là họ dùng những cái hình ảnh của những đứa trẻ ví dụ chỉ mang tính chất là họ bệnh thủy đậu thôi, nhưng mà sẽ là kêu gọi là bé đang ở trong một cái tình trạng là bệnh nặng, sẽ rồi gặp về tình trạng khó khăn để kêu gọi sự ủng hộ, rồi kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ, từ các mạnh thường quân. Do đó thì nó có tính chất trục lợi. Do đó chúng ta hãy, nếu như chúng ta phát hiện được rằng hình ảnh của trẻ là hình ảnh của chính con chúng ta bị lạm dụng như vậy, bị đưa ra mang mục đích như vậy, trục lợi như vậy, thì chúng ta hãy, thứ nhất là chúng ta phải lập vi bằng, chúng ta phải lưu giữ được những cái hình ảnh đó để làm chứng, rồi chúng ta phải chụp lại chứng cứ để có cơ sở chúng ta đến những cái cơ quan chức năng để chúng ta yêu cầu và xác định làm rõ về những cái hành vi này. Nếu như mà họ có dấu hiệu trục lợi thực sự thì chúng ta sẽ có quyền yêu cầu khởi tố họ. Thưa luật sư, trong trường hợp phát hiện hành vi sử dụng hình ảnh trẻ em nhằm mục đích trục lợi thì chúng ta đến cơ quan nào để có thể xử lý ạ? Thì khi mà cha mẹ phát hiện những cái hình ảnh của con em mình, ví dụ như là được cắt ghép, hồi nãy giống như là MC đã nói và tôi cũng đã trình bày, cắt ghép với nhằm mục đích là trục lợi, ví dụ như là đưa hồ sơ bệnh án hoặc là đưa trẻ ở một cái trạng thái mà ốm yếu nào đó để kêu gọi từ thiện hoặc là kêu gọi quyên góp ủng hộ, sai trái như vậy thì chúng ta hãy đến cơ quan điều tra. Rồi trong đó thì cơ quan điều tra mới căn cứ vào cái chứng cứ mà chúng ta đưa ra để chúng ta, cơ quan điều tra sẽ điều tra về cái hành vi của họ và để có thể xử lý đúng với pháp luật. Khi mà cơ quan điều tra thì điều tra rõ rằng cái hành vi trục lợi thì tùy theo cái mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Dạ thưa luật sư, khi cha mẹ đăng ảnh con cái lên trang mạng xã hội thì cần lưu ý những gì, cũng như là luật sư có thể cho lời khuyên tới những bậc phụ huynh không ạ? Thì khi mà chúng ta hiện nay thì pháp luật cũng quy định rõ, giống như từ nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ, trẻ dưới 7 tuổi thì chúng ta không cần phải xin ý kiến, nhưng mà trẻ trên 7 tuổi thì chúng ta phải xin ý kiến trẻ. Thứ hai nữa là chúng ta hạn chế việc mà chúng ta đăng ảnh công khai, tức là chúng ta chỉ nên, nếu mà như chúng ta có cái việc mà muốn chia sẻ hình ảnh con cái của chúng ta thì chúng ta nên chia sẻ trong cái group mà chúng ta thân tình thôi, ví dụ như những cái bạn bè thân tín của chúng ta, rồi chúng ta sẽ lập group chia sẻ những hình ảnh, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi dạy trẻ chẳng hạn là như vậy, để tránh cái việc mà chúng ta đăng ảnh rộng rãi thì những hình ảnh của con em mình chúng ta sẽ bị lạm dụng. Và thưa quý vị, Kim Tuyến tin rằng những chia sẻ vừa rồi đến từ luật sư Anh Đào trong chương trình Thấu Lý Thấm Tình phần nào sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn cũng như là có những biện pháp xử lý đúng đắn, thấu tình, đạt lý. Và hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0934 36 7565 bất kỳ lúc nào, mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay trong số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, Kim Tuyến và luật sư Anh Đào xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.